chào các em! Mở đầu chương trình thiếu nhi ngày hôm nay sẽ là ghi nhận về một chương trình học miễn phí do tổ chức IDC dành cho trẻ em trên địa bàn Hà Nội tổ chức. Đó là một buổi chiếu phim khoa học và các hoạt động trải nghiệm thực hành sáng tạo khoa học theo khuôn khổ Liên hoan phim khoa học lần thứ 7 diễn ra tại Việt Nam. Mời các em cùng theo dõi nhé! Liên hoan phim khoa học khởi xướng bởi Viện Goethe Thái Lan vào năm 2005. Đây là năm thứ 7, liên hoan diễn ra tại Việt Nam với 19 phim ngắn, kèm thí nghiệm và trò chơi giáo dục dành cho trẻ em và thanh thiếu niên về thiên nhiên, bảo vệ môi trường và các công nghệ mới. Liên hoan phim khoa học dành cho trẻ em và thanh thiếu niên năm nay tiếp tục giới thiệu các bộ phim khoa học, kèm thí nghiệm và trò chơi, thu hút các bạn thiếu nhi Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có một bộ phim nào góp mặt vào liên hoan được sản xuất bởi học sinh, sinh viên Việt Nam. Bởi vậy, những buổi chiếu phim diễn ra trong liên hoan nhằm mục đích khơi gợi tò mò, sáng tạo cho học sinh. Các bộ phim được trình chiếu theo phương thức phi thương mại tại các bảo tàng, trường học, đại học và các cơ sở giáo dục khác. Một trong những đơn vị phối hợp của ban tổ chức liên hoan là công ty IDC, tổ chức chuyên về kỹ năng sống cho trẻ em tại Việt Nam. Tại đây, ngoài việc chiếu miễn phí các bộ phim trong liên hoan, học sinh tham dự liên hoan còn được thực hành một số thí nghiệm theo các bộ phim đó nhằm phát triển khả năng tư duy, khơi gợi niềm say mê với khoa học. Khi mà mang cái bộ phim này đến cho các bạn học sinh thì các bạn sẽ có một cái lợi ích là các bạn cảm thấy hứng thú hơn trong cái việc là yêu thích khoa học hơn, với những cái ánh mắt mà nó rất là dễ thương khi mà các bạn được xem các cái thí nghiệm hay là các cái vật liệu mới, ví dụ như là robot chẳng hạn này, hay là ví dụ như là các cái nguyên vật liệu mà được tạo ra từ phân voi chẳng hạn, hay là từ những cái vật dụng mà rất là đơn giản có thể là tạo ra những cái thứ mà nó rất là hay, ví dụ như là sử dụng muối để mà làm kem, hay là sử dụng muối để mà tạo thành cái bức tranh từ những nguyên vật liệu rất đơn giản đấy, để giúp cho các bạn có thể là yêu thích cái việc mà khoa học hơn, từ đó các bạn cảm thấy hứng thú với các môn học ở trường hơn. Các bạn hãy phát huy cái trí tò mò của mình, bởi vì muốn làm khoa học được thì phải tò mò, và muốn tò mò thì các bạn phải bắt buộc phải làm. Có thể là các bạn sẽ gặp cái thất bại nhưng mà không sao cả, các bạn hãy rút ra cái bài học kinh nghiệm, cứ làm đi làm lại nhiều lần thì cái công trình mà các bạn tạo ra nó sẽ rất là ý nghĩa, và nó sẽ khiến cho các bạn có thể là truyền cảm hứng được cho người khác. Khám phá khoa học đối với học sinh không chỉ có ý nghĩa nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đối với việc học đi đôi với hành, mà qua hoạt động này, các em vừa được phát huy tính độc lập, sáng tạo trong tư duy, vừa được rèn luyện kỹ năng giúp cho định hướng công việc khi trưởng thành. Tại các khóa đào tạo và phát triển của IDC, học sinh được tham gia tìm hiểu, khám phá khoa học, khơi gợi niềm đam mê tiếp cận với điều kiện khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới và thực hành, ứng dụng những sáng kiến được đánh giá khả thi. Hôm nay thì em đến để xem phim khoa học do YDC tổ chức. Thì trong cái phim khoa học này thì có rất nhiều điều thú vị. Em rất thích xem phim khoa học ở đây vì nó mang đến cho em rất nhiều kiến thức khoa học bổ ích. Con rất thích khoa học bởi vì là nó giúp ích cho con có rất nhiều kiến thức và có cách để mở rộng hơn tầm mắt của mình trong thế giới. Thí nghiệm này thì nó giúp con hiểu về các cái đồ dùng với các đồ vật xung quanh mình được tạo ra như thế nào. Rất là mong muốn ý là từ cái chương trình này muốn là cho các bạn một cái niềm đam mê để các bạn sáng tạo, tạo ra một cái bộ phim mà của Việt Nam mình có thể là gửi đi khắp các bạn bè trên khắp thế giới. Để có những phát minh khoa học lớn, chắc chắn không thể thiếu sự khởi đầu với những sáng kiến quy mô nhỏ. Việc nghiên cứu và khám phá khoa học luôn được khích lệ với tất cả mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các sân chơi khoa học của các em khi được quan tâm, phát triển sẽ hình thành niềm đam mê, đồng thời phát huy sáng tạo ở trẻ em, để trong tương lai những sáng kiến khoa học sẽ được ứng dụng thực tiễn và phục vụ cuộc sống. Chương trình thiếu nhi hôm nay sẽ giới thiệu tới các em một địa chỉ dành cho tuổi thơ.